20, ngày báo mạng xã hội, chú rể 26 tuổi khẳng định yêu và lấy cô dâu 62 tuổi vì tình cảm chân thành. Nói về chuyện lái máy bay xưa nay không hiếm, nhưng vợ chồng cách nhau 36 tuổi thì không phải đâu cũng có. Chính vì vậy, câu chuyện tình yêu của họ nhận được khá nhiều luồng ý kiến khác nhau. Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đăng tải bài viết với nội dung kể về câu chuyện của cặp vợ chồng chênh nhau 36 tuổi ở Cao Bằng. Theo diễn đàn Cao Bằng đăng tải, chú rể sinh năm 1992, còn cô dâu sinh năm 1957. Chuyện tình yêu là vô bờ bến và không có giới hạn, tuổi tác không quan trọng, miễn là hai bạn yêu thương nhau, thế mới là tình yêu đích thực, chủ nhân bài viết chia sẻ. Đi kèm theo bài viết còn có rất nhiều bức ảnh thân mật thường ngày của hai người, có cả ảnh cưới. Được biết hiện tại cả hai đang chụp ảnh cưới và đến tháng 8 âm lịch thì sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Ngay sau khi bài viết xuất hiện, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý đông đảo của mọi người. Đa phần mọi người chúc phúc cho cặp đôi, tuy nhiên bên cạnh đó rất nhiều bình luận trái chiều xung quanh đám cưới của cả hai. Nhiều lúc tự nghĩ chồng mình còn chưa sinh ra nên thôi, 27 tuổi chưa lấy chồng là ổn. Chúc anh chị hạnh phúc nhé, bỏ qua mấy lời bàn tán nha, vì cuộc sống hôn nhân là của hai người thôi. Tài khoản DQA dành lời chúc cho cặp vợ chồng chênh nhau 36 tuổi. Đáng tuổi mẹ mình rồi ấy chứ, không biết có uẩn khúc gì ở đằng sau không, một tài khoản bày tỏ quan điểm. Hai nhân vật chính trong câu chuyện tên là Hoa Cương, sinh năm 1992 và Thu Sao, sinh năm 1957, hai người hiện đang sống ở Cao Bằng. Chú rể Cương cho biết đã mấy đêm nay bị mất ngủ vì những gì đang xảy ra với mình trên mạng xã hội. Mình biết xã hội có người tốt kẻ xấu, nhưng nhiều người nói như mình là tội phạm vậy. Việc mình yêu một người hơn tuổi là có tội hay sao? Tôi chỉ muốn cho mọi người có thể hiểu được thế nào là tình yêu để mọi người đỡ sỉ nhục người khác. Tôi không thù, không oán với ai mà họ cứ lấy chuyện của vợ chồng tôi ra để bôi bác. Nhưng tôi sẽ không bị gục ngã bởi tôi tin mình có đủ niềm tin vào tình yêu, trích lời Cương trả lời báo. Được biết, Cương quen Sao qua mạng xã hội. Khi được biết cô mở ba thì anh có đến tiệm để chăm sóc da mặt. Không ngờ hai người lại nói chuyện với nhau rất hợp, và kể từ đó thì liên hệ thường xuyên hơn. Sau một thời gian tâm sự đủ điều, Cương cũng không biết trái tim mình đã thuộc về Sao từ lúc nào. Liên quan đến sự việc trên, một người dân sống ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng cho biết chuyện tình yêu giữa chị Sao và anh Cương là hoàn toàn có thật. Được biết cô dâu Lê Thị Thu Sao sinh năm 1957, năm nay đã 61 tuổi, còn chú rể Triệu Hoa Cương sinh năm 1952, năm nay mới 26 tuổi, cả hai mới đăng ký kết hôn, chứ chưa tổ chức đám cưới. Chị Sao là một chủ quán cà phê ở thành phố Cao Bằng, chồng mất sớm không có con mà chỉ nhận con nuôi, còn anh Cương là người vùng khác đến thành phố Cao Bằng lập nghiệp. Chuyện tình của cả hai đặc biệt do sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, ban đầu nhiều người không tin, nhưng khi thấy chị Sao và anh Cương quyết tâm đến với nhau thì mọi người cũng ủng hộ chúc phúc, người này chia sẻ. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng xác nhận cặp đôi đã đến phường hoàn thành các thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Cả cô dâu và chú rể đều đảm bảo các yêu cầu về luật hôn nhân và gia đình, nên chúng tôi cũng tạo điều kiện mà không gây khó khăn gì, ông Hiệp nói. Ông Hiệp cũng thừa nhận đây là chuyện tình đặc biệt hiếm có, nhưng mong dư luận thôi phán xét và tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ, bởi qua xác minh cặp đôi đều tự nguyện đủ điều kiện tiến tới hôn nhân. Phẫn nộ bé gái 11 tuổi, bị ép cưới người đàn ông 41 tuổi, có hai vợ 6 con. Người dân địa phương, cũng như cư dân mạng thế giới, đang vô cùng phẫn nộ trước thông tin một bé gái 11 tuổi ở Malaysia bị ép cưới người đàn ông 41 tuổi. Cuộc hôn nhân giữa một bé gái 11 tuổi với người đàn ông 41 tuổi đang khiến cư dân mạng Malaysia, cũng như thế giới sục sôi, căm phẫn. Theo một bức ảnh lan truyền trên mạng, bé gái 11 tuổi đang ngồi nắm tay người chồng của mình là anh Chi Abu Kazim. Không chỉ lớn hơn cô vợ nhí 30 tuổi, anh Kazim còn có tới 2 người vợ và 6 đứa con. Các con của anh trong độ tuổi từ 5 đến 18, tức có người còn lớn hơn cô vợ ba của bố mình. Sau khi tìm hiểu, báo chí Malaysia cho biết do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bố mẹ của bé gái trên đã đồng ý gả con cho anh Kazim.
chủ của một đại lý cao su, tương đối giàu có trong vùng. Bố mẹ của bé gái cũng là công nhân cạo mủ cao su và làm việc cho anh Kazim. Tuy nhiên, thay vì rước vợ về dinh, ngay sau khi kết hôn, anh Kazim vẫn để cô vợ ba của mình chung sống với bố mẹ cô bé. Cho đến năm 16 tuổi, vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và bị dư luận ném đá sau khi người vợ hai, bà tư tuổi, của Kazim đăng hình chồng cùng vợ thứ ba tại lễ cưới lên mạng kèm nội dung chúc mừng đám cưới của chồng tôi 41 tuổi và người vợ mới 11 tuổi. Một cư dân mạng bình luận, nếu bé gái kết hôn với người đàn ông kia thì họ đã tự tay cướp đi tuổi thơ của cô bé. Cần phải chấm dứt hiện trạng này. Hay một người khác nói, thời buổi bây giờ còn có những cuộc hôn nhân kiểu này sao? Bé gái thật đáng thương. Làm như vậy khác gì, em bị bố mẹ mình bán đi. Trước những lùm xùm trên mạng xã hội, ngày 1 tháng 7 vừa qua, anh Kazim đã chính thức lên tiếng, bảo vệ hành động của mình. Anh nói rằng, anh không làm điều gì sai trái, phải hổ thẹn với lương tâm. Và anh cưới bé gái, với sự cho phép của gia đình em, chứ không ép cưới. Tôi rất thất vọng trước những lời chỉ trích và cáo buộc chống lại tôi trên các phương tiện truyền thông sau khi tôi cưới cô bé về làm vợ thứ ba, anh chia sẻ. Anh cũng nói thêm, anh không có ý định chung sống với bé gái cho đến năm em 16 tuổi và khi đó họ sẽ đăng ký kết hôn. Theo luật pháp hiện hành, tại Malaysia, độ tuổi kết hôn hợp pháp là 18 tuổi. Tuy nhiên, các cô gái có thể kết hôn ở tuổi 16 nếu có sự đồng ý của thủ hiến bang. Giới chức địa phương hiện đang điều tra làm rõ sự việc. Hai chàng trai sống ở Bình Dương, làm đám cưới, cha mẹ mong con hạnh phúc. Theo tìm hiểu, hai chàng trai Nhật Thuận 25 tuổi và Minh Phúc 28 tuổi. Đám cưới được tổ chức ở nhà của cô dâu Nhật Thuận tại Tây Ninh với sự chứng kiến của hai bên gia đình, họ hàng và 170 khách mời. Đến hiện tại, đoạn clip về đám cưới của hai chàng trai trẻ đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Ít ai biết rằng, để có được một đám cưới trọn vẹn như vậy, Thuận và Phúc đã phải vượt qua không ít khó khăn và trắc trở. Nên duyên từ giao nhận hàng. 3 ngày sau đám cưới đơn giản ở quê nhà, nhưng lại rình rang trên mạng xã hội, cô dâu Nhật Thuận cho biết. Hai vợ chồng đang có ngày nghỉ cuối ở bên gia đình, trước khi quay trở lại với công việc. Nói về chuyện tình của mình, Nhật Thuận kể, Phúc và Thuận gặp nhau vào giữa năm 2015, khi đó Thuận đặt mua hàng online và Phúc đến giao hàng. Lúc gặp nhau đó, Thuận không có ấn tượng gì hết trơn và cũng không quan tâm vì mình đang có người yêu. Mà nhận hàng xong thì lát sau, thấy Phúc nhắn tin cho mình bảo, thấy em men lì và dễ thương quá trời, Thuận chỉ gửi lại cái icon mặt cười cho có. Rồi thôi, Thuận nhớ lại. Theo lời Thuận kể, tới đầu năm 2016, Thuận chia tay người yêu, nên thường lên Zalo viết những dòng trạng thái buồn bã. Khi đó, Zalo của Phúc cũng toàn những dòng tâm sự buồn. Hai người động viên qua lại, rồi bắt đầu nói chuyện. Gần Tết 2016, Phúc nhắn tin nói, ở Sài Gòn buồn quá, có thể về quê Thuận, ở Tây Ninh chơi được không? Mình nghĩ là anh này nói chơi thôi. Nên ok, ai ngờ Phúc về thiệt, về từ 27 đến 30 Tết, thì Phúc về lại Sài Gòn. Tới mùng 5 Tết, Phúc quay lại Tây Ninh chơi. Thêm 1-2 ngày nữa, thì hai đứa nhận ra có tình cảm với nhau, Thuận chia sẻ. Sau Tết, Thuận lên Bình Dương mở shop mỹ phẩm và làm nghề trang điểm, Phúc thì làm kỹ thuật trong ngành sắt ở Sài Gòn, nên cứ 2 ngày lại chạy về Bình Dương thăm người yêu một lần. Vài ngày sau tới Valentine, Phúc tặng cho mình một hộp quà công phu lắm, bên trong có hộp đồng hồ hiệu và một cặp nhẫn. Phúc bảo anh không đẹp trai, nhưng sẽ không bao giờ để vợ anh khổ, em làm vợ anh nha. Thuận bất ngờ, nhưng cũng đồng ý luôn để quen. Rồi tìm hiểu tiếp, Thuận hạnh phúc kể lại, cột mốc quan trọng trong tình yêu của mình. Mất 1 năm thuyết phục gia đình. Thuận nhận ra giới tính của mình từ nhỏ, và được gia đình chấp nhận. Còn Phúc khi vừa lớn, trải qua mối tình với một cô gái. Rồi mới nhận ra, mình không thể rung động với phụ nữ, nên đã nói với gia đình, vào năm 20 tuổi. Ban đầu, gia đình khá sốc, nhưng sau đó cũng chấp nhận. Theo lời Thuận kể, trước khi yêu Thuận, thì Phúc đã công khai với gia đình, mối tình với một người nam suốt 2 năm. Nhưng sau đó tan vỡ, vì có quá nhiều trắc trở và đau khổ. Do vậy, khi biết Phúc và Thuận có ý định kết hôn, gia đình đã kịch liệt phản đối. Phúc tâm sự, lúc quen thì gia đình không ai nói gì, ai cũng vui vẻ, nhưng khi mình nói, sẽ kết hôn, thì
thì gia đình 10 người hết 9 người phản đối. Bởi vì trong nhà, ba mình là cháu đích tôn ba đời, nên bá nói, quen thôi được rồi, chứ cưới họ hàng biết, thì ba biết nói làm sao. Nhưng mình yêu nhau, và không thể sống thiếu nhau, nên đã áp dụng cách, mưa dầm thấm lâu, mỗi tháng mình đưa Thuận về quê một lần. Thuận nấu ăn ngon, lễ phép, hòa đồng, nên cả gia đình mình ai cũng thích. Sau đó, cả gia đình đồng ý để hai đứa kết hôn. Về phần Thuận thì cho biết, bản thân đã rất buồn, khi ba mẹ bạn trai phản đối quyết liệt như vậy, nhưng vì tình yêu. Nên hai bạn luôn cố gắng, chứng minh cho gia đình hai bên thấy rằng, cả hai không thể sống thiếu nhau. Thuận xúc động chia sẻ, đến một ngày. Mẹ mình bảo, con dù sao cũng là con của mẹ, nếu con muốn kết hôn, thì mẹ sẽ tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, để ra mắt tổ tiên. Họ hàng. Vậy là nhà Phúc mang đến 4 mâm quả xin cưới, clip được quay lại và đăng lên mạng xã hội, để kỷ niệm như mọi người thấy. Niềm vui sau đám cưới, vơi đi một nửa vì mạng xã hội. Nhật Thuận cho biết, trước và sau đám cưới, cả hai vẫn xưng hô rất dễ thương là ông tui, bà tui. Chỉ khi nào Thuận giận chồng quá, mới nói, anh thích làm gì thì làm. Nhưng đặc biệt, cả hai không bao giờ giận nhau quá 2 ngày. Minh Phúc thì bày tỏ, mình cảm thấy không thể sống thiếu Thuận, vì tính cách của Thuận dễ thương lắm, nóng nảy, hay quạo. Nhưng rất tình cảm và nhạy cảm. Ngày cưới, thấy tấm hình đặt ở cổng hoa, là hai chàng trai, hàng xóm rủ nhau chạy tới xem rất đông. Ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim lại, vì thấy lạ. Sau đám cưới, clip được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đôi bạn trẻ nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng cũng không ít lời khó nghe. Thuận nghẹn ngào tâm sự, nhiều người họ không chúc phúc thì thôi. Họ còn chửi rủa, miệt thị mình và cả gia đình. Có những người nhắn tin thẳng vào điện thoại nói, Thuận, đẹp trai mà PD uổng quá. Hay, biết vậy kêu cha mẹ bóp mũi tụi mày, cho chết đi từ nhỏ, khiến mình cảm thấy bị xúc phạm. Mình cũng là con người. Mình cũng có quyền sống, và được yêu thương mà. Niềm vui sau đám cưới của mình, bị giảm đi một nửa. Sau 3 năm yêu nhau, với nhiều lần từng muốn bỏ cuộc, vì mệt mỏi và nhiều trắc trở, tới khi tổ chức đám cưới, clip lưu giữ lại kỷ niệm, lại khiến cả hai khá mệt mỏi, vì những lời miệt thị của người xa lạ. Vậy nhưng, đôi bạn trẻ vẫn an ủi và động viên nhau. Vì, dù ai nói gì thì nói, mình cảm thấy hạnh phúc, gia đình mình ủng hộ, vậy là đủ.